Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 16 tháng 5 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt, ngày hôm nay nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội đã giảm khoảng 1 đến 2 độ, có mưa nhỏ xuất hiện ở diện vài nơi. Thời tiết hôm nay đã giảm nắng nóng hơn so với những ngày vừa qua. Tuy nhiên thì trạng thái mát mẻ chỉ tồn tại trong hôm nay vì từ ngày mai chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ là dạnh áp thấp với vùng áp thấp phía Tây, cho nên trong 3 ngày tới toàn khu vực trời có nắng nhiều và cường độ nắng tăng mạnh vào trưa và chiều. Đặc biệt là các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện trở lại với mức nhiệt từ 35 cho đến 36 độ, có nơi sấp xỉ hoặc trên 37 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Bắc, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ và đến chiều tối thì những đám mây đối lưu xuất hiện gây mưa rào và dông ở một vài nơi làm cho thời tiết dịu dần đi. Tuy nhiên nhiệt độ 3 ngày tới vẫn cao ở mức 35 cho đến 37 độ. Thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ là tác nhân gây ra những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. Một số bệnh thường gặp có thể là sốt virus, viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Do vậy quý vị cần lưu ý cho trẻ uống nước thường xuyên, bổ sung nước trái cây tươi tăng cường vitamin, cắt móng tay của trẻ thật ngắn và cho trẻ rửa tay trước khi ăn uống để tránh nguy cơ bị tiêu chảy. Hạn chế cho trẻ ăn đồ lạnh hay nước đá. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, trong những ngày sắp tới, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài đến tận Khánh Hòa và Ninh Thuận, nắng vẫn xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều muộn, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 36 cho đến 37 độ, thậm chí có nơi lên trên 39 độ. Cũng thời điểm này, độ ẩm giảm thấp rất thấp. Nhiều nơi chỉ ở mức là từ 40 cho đến 45%, nên cảm giác nóng lại càng tăng thêm. Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ không những làm cho nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt của người dân cạn kiệt, mà còn đẩy nguy cơ xảy ra cháy rừng lên mức cao. Vì vậy, người dân nơi đây cần hết sức thận trọng, đồng thời cần chủ động tiết kiệm nguồn nước cho cuộc sống. Ở phía nam của đất nước, các tỉnh Tây Nguyên vẫn là nơi có thời tiết dễ chịu hơn cả. Ban ngày trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, nên nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi đều không vượt quá mức 34 độ. Ở Nam Bộ phổ biến từ 32 cho đến 35 độ, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với mức nhiệt lên trên 35 độ. Đến chiều tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, đồng thời nền nhiệt giảm nhanh và trời dịu mát hơn. Tiếp nối bản tin là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, mưa tăng hơn vào chiều tối và đêm ngày 19, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ, có nơi lên đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, trong đó khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng trên diện rộng. Riêng các tỉnh vùng núi, chiều tối và đêm ngày 19 tháng 5 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 37 độ, vùng ven biển xuống dưới 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Riêng vùng ven biển ở phía Nam thì nền nhiệt ở dưới ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 37 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới tại đây mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 32 cho đến 34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi lên trên 35 độ. Trở ra khu vực Hà Nội, trong 3 ngày tới mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Thủ đô Hà Nội xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 37 độ, riêng vùng ven biển dưới 34 độ. Trên biển, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Nam mạnh cấp 3, cấp 4, phổ biến không mưa, ngày nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt thủy hải sản của người dân. Còn vùng biển Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Nam mạnh cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa là trên 10 km, ngày nắng sớm. Người dân nên tranh thủ thời tiết nắng ráo như hiện nay để ra khơi đánh bắt cũng như hong phơi dụng cụ, đồ dùng để phục vụ sản xuất. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.